để cho như sau: phượng tỏ nhiệt thì, tỏ nhiệt thì delta h sẽ bé hơn không. Như vậy có đúng ở đây mình chọn là câu B nha. Còn câu C chúng ta là phượng thu nhiệt delta h lớn hơn không, vậy thôi. Câu này thuộc câu hỏi dễ em nha.